trống thì các bạn nhìn, con trống của nó thì ngực rất là vàng, con bậu ở dưới nhất đấy rất là vàng luôn. Các bác mua cái giống này thì em đã vào cám rất là ok rồi, và con này thì nó chỉ ăn cám và ăn hoa quả thôi, nó như dòng chào vào mà. Đấy, được cái là nó màu sắc rất là sặc sỡ, rất là đẹp. Đấy, mọi chi tiết thì các bạn đặt con chim ngũ sắc này, các bạn liên hệ cho mình sẽ gửi ship hàng cho các bạn. Số điện thoại là 0 33 5305982 và 0 989 177 982. Yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm.